đầu. Đây là khuôn mặt của sĩ khi buồn ngủ và được ẩm đi. Sau đây là sẽ lại cái giọng nha. Đi lại cái giọng thôi. Lại giọng và ngồi xuống. Diễn viên này dũng cất đấy gì hết á. Diễn viên này kỳ quá vậy. Đó, đó, sĩ đây là sĩ khi thấy cái giọng đó. Quá mực. Và khi đứng lên. Khi đứng lên đi. Khi chúng ta đứng lên đi. Cắt đi. Đi tí bì. Đi ra này kiếm bà ngoại. Đây là mặt, cái mặt được ẩm đi. Rồi tiếp cái mặt xuống giỏng coi. Thì lại giỏng nằm tiếp. Mình phải xuống giỏng mình nằm nha mọi người ơi.